Rồi bây giờ ra tay xử con này. Hồi nãy cũng định cắt rồi mà để giờ ra cắt cho nó đẹp. Để nguyên con á. Cái đầu khúc nó béo đấy. Thèm anh? Thèm chứ. Anh thèm không? Thèm. Ôi đợi. Mình ăn thử xem có hết được cái con này không. Ôi. Cắt vào đi. Hai vợ chồng em xin chào cả nhà nha. Em chào cả nhà nha. Sáng nay em có đi chợ nha, mua được mấy con mực ống này cả nhà. Thì nay em sẽ làm món là mực ống nhồi thịt nha. Ô lộn, thịt nhồi mực ống chứ. Ủa, mực ống nhồi thịt. Đúng rồi. Sáng nay em sẽ làm món mực ống nhồi thịt nha. Cả nhà thấy ba mực ống đã chưa? Nè. Tươi rõ luôn ha. Đã. Mực ống nhồi thịt mà em sẽ trang trí theo kiểu nhà hàng 5 sao coi như thế nào đấy nè. Chưa đi nhà hàng 5 sao lần nào. Nhưng mà thử mình xem tìm hiểu á, rồi trang trí cho nó đẹp tí thử coi. Nó có đẹp không nha. Giờ thì mình sẽ để cho mực ống khô. Ở đây có một ít thịt nạc nữa nha. Mình sẽ bầm nhuyễn ra nha để mình nhồi vô thịt nè. Rồi nhuyễn rồi cả nhà. Đây là tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong để làm món mực nhồi thịt rồi nha cả nhà. Đây là có 3 con mực nè, 3 rọi băm, ít hành tím và tỏi, hành lá, nấm mèo, còn ít rau sống nha. 1 củ cải đỏ, 1 củ cải trắng, 1 trái cà chua, 1 trái dưa leo để chúng ta trang trí cho nó đẹp nha. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái thịt này trước để cho nó thấm rồi mình nhồi vào mực nha cả nhà. Bỏ thịt ra đây chứ. Cho hết hành lá vào luôn. Hành lá nhiều cho thơm nha cả nhà. Cho hành tím và cái tỏi vào luôn. Cho hết nấm mèo vào luôn. Quá trời nấm mèo. Rồi thì mình sẽ ướp nhẹ vào đây nha cả nhà. Cho 2 muỗng nước mắm cà phê. Cho 2 muỗng cà phê nước mắm. Hai muỗng cà phê nhỏ đường. 1 muỗng cà phê nhỏ bột ngọt. 1 muỗng cà phê nhỏ hạt nêm. Cho 2 quả trứng vào luôn nha. Nó nhìn cái nồi quá hấp dẫn luôn anh ha. Màu luôn. Chọn đều đó. Để nó ngấm vào vậy. Đó. Thơm em ha. Thơm quá. Đói bụng mà đang đói bụng mà thơm. Nghe cái mùi là muốn ăn liền. Cái này rất dư rồi. Này dư thì anh sẽ để mấy cái chân ở ngoài làm mấy cục tròn tròn để trang trí cho đẹp. Cái phần rau mực này thì mình sẽ cắt cái phần dưới này nè, mấy cái dài dài này cũng cắt đi luôn. Chữa lại một ít thôi. Mình trang trí cho nó đẹp. Còn cái phần này thì mình sẽ băm để nhồi trong nó giòn. Nó giòn ha. Băm như dừa thế này. Nhỏ nhỏ thôi để còn có độ sực sực á. Băm nhuyễn. Cho vào đây luôn. Cho lên một ít tiêu luôn nha. rồi. Miệng bự quá dễ nhồi. Miệng bự ấy ha. Đó. Wow. Đi nó cắt rồi. Quá trời quá đất rồi. Cái này có cái bọc ấy, nhồi vô dễ. Anh ơi, dưới nó có rớt không? Không rớt đâu. Không. Đũa, nhặt nhặt. Ấy. Ấy da. Trơn quá. Mà tuột nhảy, à quên mực nhảy chứ. Ôi chết rồi, cái này dư mực nhiều lắm rồi. Dư thịt chứ. Ồ lòng dư thịt chứ. Dư thịt mình lấy mình chiên. Ờ làm mấy viên tròn tròn á. Ừ, chiên bỏ xung quanh nữa. Chiên manh. Chiên ngay hấp luôn. Hấp luôn. Đây cái hũ đừng ấy ra. Da với vậy. Tuột sống mà anh. Tươi. Dạ. Không quên. Mực ống. Mực ống. Mực sống. Tươi. Dạ. À, rồi có hai cái tay luôn. Rồi tí em bự nè. Nhìn bự bự với nhát được nhiêu hết á. Ừ. Nhanh dưới đầy nó lắm. Nhỏ mà anh, trên nó bự dưới nhỏ xíu. Nhanh đầy lắm. Nó đầy rồi. Rồi. Ừ. Xong. Đấy, cả nhà thấy mực có bự không? Ba con xíu. Hơn ký lô anh ha. Ừ. Hấp thêm một ít nha. Ít cái nữa em sợ nó không chín nổi, bỏ bớt ra đi. Sao chín em? Đầy quá, bớt đi. Nhưng còn nhiều quá cả nhà ơi. Giờ mình làm bỏ vô hũ mình hấp nha. Hấp ăn kèm luôn. Hấp này tí ăn với nước sốt ngon. Giờ thì mình sẽ để vào hấp nha. Hấp này tầm nhiêu phút chín à? Hấp tầm 20 phút em này. Chúng ta cứ để coi khi nào chín. Khi nào sôi lên là hấp tầm 2 phút nữa chín phải không? Ừ, tính từ nước sôi. Bỏ cái gì vào đâu? Đấy mà. Đổ không? Rồi lại. Trong thời gian chờ mực hấp thì mình sẽ làm mấy bông hoa để trang trí nha cả nhà. Đây được 2 bông. Rồi. À, 2 bông hoa. Cả nhà Dũng có Dũng hoa thật không? Hấp nó giờ được gần 30 phút rồi em. Đâu chưa tới 20 phút rồi. Đâm đâm nó xì hơi đó. Rồi thêm tí đi. Ôi mực hấp được rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ vớt ra. Cái mấy hũ đã vớt. À. Rồi xong luôn cả nhà ơi. 3 con quá trời bự giờ anh teo hơn chút xíu rồi trời. 3 con bự đó mà sao teo lên còn xíu thôi nha. Rồi. Ủa sao kỳ anh? Rồi đi. Giờ thì mình sẽ lấy tăm mình đâm cái này đều để mà tí nữa mình rưới nước sốt lên cho nó thấm nha. Ôi xì xì. Ba muỗng cà phê nước mắm. Giờ tràn quá. Đó. 2 muỗng cà phê đường. 1 muỗng cà phê bột ngọt. 1 ít hạt niêm nha cả nhà. Cho 3 muỗng cà phê tương đỏ. Cái nước sốt này thì mặn mặn ngọt ngọt một tí, nó ngấm vào cái con mực cực kỳ ngon luôn nha. Mình sẽ cho 3 muỗng nước lọc luôn. 1 2 3. Rồi, thấy được lên. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nước sốt nha. Cho 1 ít dầu ăn vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái tỏi phần tỏi để mình chừa lại nha, vô luôn nha. Khi cho thơm lên rồi mình cho nước sốt vào. Quẹo quẹo là được rồi đó ha. Ừ. Rồi, vàng rồi nha, mình cho nước sốt vào. Rồi sôi lên rồi mình cho hết 3 con mực vô luôn nha. Chảo chảo nó cũng ngấm. Thấm vô. Thấm vô. Thịt bên coi. Giờ tí nữa mình đuối nước sốt luôn nha. Đuối nước nè. Ừ. chín hơn tí nha. Cái này là hoa cà chua nha cả nhà. Còn bên này là hoa cà rốt. Chảy mời. Sắc ra để rớt nước sốt lên nha. Nó chảy. Bây giờ là công đoạn rớt nước sốt. Mỗi một dĩa có một cạnh trang trí khác nhau như vậy nè. Đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp dư. Rồi. Giờ thì công đoạn cuối cùng ngò rí lên. Cả nhà ơi, bây giờ gia đình em đã chuẩn bị xong một món cực kỳ ngon rồi. Ai cũng hấp dẫn hết trơn, ai cũng chờ đợi hồi hộp cho nè. Nói chung là cái món này nhìn hấp dẫn đó cả nhà, với lại nếm thử nó cũng ngon nữa. Cho nên là bây giờ tuyệt vời luôn hả? Bây giờ thì gia đình em bắt đầu thưởng thức nha. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình em nha. Em mời cả nhà nha. Em mời cả nhà. Con mời mặt của chú ạ. Đó. Nay thì em thử thách chính bản thân mình xem làm và trang trí kiểu nhà hàng á. Thử nó như thế nào cả nhà, xem mày cả nhà để lại bình luận đánh giá cho em nha. Nói chung là em cũng không có qua trường lớp gì đâu, cứ học hỏi thôi. Thì có đỡ hơn không? Nhìn đẹp mắt hơn tí. Nước sốt của nó. Sao em? Sao ít vậy? Ôi món này ăn với cơm bắt mắt luôn á. Ôi nó bắt miệng luôn chứ. Món này em nói ăn hết đồ cơm luôn á. Hết đồ cơm hả? Rồi. Đó. Cho ngủ ăn được không nào? Cái này là 2 cục thịt không? Hả? Lúc nãy làm thì thịt nhiều quá. Đậu cay rồi em. Ăn sốt nữa đi. Làm nó thịt nhiều quá. Này đổ ăn thử đi. Nó gỡ gì đâu. Rồi, em rắc thử bỏ mực thôi. Sao hả? Cắt bao nhiêu anh? Cắt rồi mà nãy cắt rồi hả? Từ từ không? Dao em. Để mẹ làm. Dao khứa đi. Đây được rồi nè. Đó. Dao là có thủ sẵn dao luôn. Rồi quá trời. Có cửa sẵn con mà mấy con kia để sẵn để luôn kìa. Đó. Rồi. Giết nước ớt ra con. Rồi. Thôi mình xin phép nha. Ui, lên lửa không giữa luôn, đã nhất. Rửa miếng nước sốt lên. Đây. Con hả? Nào, thôi em chấm cái này, em chấm cái. Chấm tương. Nước sốt này rưỡi rồi á, rưỡi rồi mà rưỡi thêm lên không? Ngon á. Bình luận đánh giá. Ngon. Ngon hả? Hình thức bên ngoài như thế nào vậy Linh? Đẹp hả? Gần tới nhà hàng thấy không? Gần tới nhà hàng này. Không, tại vì gia đình em hồi xưa giờ không có được đi nhà hàng ăn nhiều cả nhà. Cho nên là cứ xem qua thôi, cho nên là giờ mình thử làm ha. Làm ở nhà. Trải nghiệm thử, mình không thể trải nghiệm ở nhà hàng thực tế thì mình trải nghiệm thử nha. Đó. Ngon quá trời ơi. Ôi. Linh lấy được đâu. Cái thịt này cũng vừa ăn luôn. Ngon nào. Ôi. Dạ. Ôi. Đi chị Dài hả? Kéo đó con, nó mềm mà, mềm cắn lấy vào không đứt vậy hay. À, ghê chưa? Cái thịt nó thơm ghê á. Ngon. Đây, em gắp miếng nha. Miếng hả? Em muốn cái gói này nè. Nó có ăn đâu cả nhà thấy không? Đó. Thèm anh. Thèm chứ. Anh thèm không? Thèm. Ôi ôi đã trời. Ừ. Anh cũng đang gọi là chung đợi. Chắc chạy đứng miếng rồi cả nhà ơi. Có nước sốt rồi đó, ngon tuyệt vời luôn. Vừa ăn không? Mặn mặn ngọt ngọt. Ừ. Ăn với cơm hợp. Nó đã gì đâu á. Lúc trước cũng đi ăn cơm tiệm rồi. Mà cái mực người ta làm nó không có ngon như mình đâu. Nước sốt của người ta nó không được như mình. Mực còn độ giòn em. Mực thấy cũng còn tươi đó. Ừ, ngon. Nè, nó ngọt. Giòn. Giòn. Từ nay lên anh sẽ cố gắng làm những món trang trí đẹp mắt như thế này. Cảm ơn, gửi cho cả nhà nha. Cảm ơn anh đầu bếp nha. Ôi 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 nè. Wow, tuyệt vời, hết 2 dĩa cơm rồi. Ôi. Cái này ăn với cơm là đúng bài luôn. Đúng bài đúng không? Đúng hết, ăn hết chả. Cái này quan trọng nhất là cái trong cái thịt của nó thơm thơm đúng không? Với lại nó cộng với cái nước sốt bên ngoài nữa. Còn ăn thêm cái là nó hợp á. Đã quá rồi. Phê à. Không còn từ gì để nói á. Cho mấy điểm, cho mấy điểm. 10 điểm. 10 điểm luôn hả? Thôi 10 hơi quá. Cao dữ vậy, 95 rồi ạ. Ô gấu. Gấu gì con? Rồi gấu là chỗ tài công không rồi cả nhà ơi. Gấu trộn mà nó không ăn nó bỏ gì à? Trộn mà ăn nó đi ngon lắm đi con. Đi. Ôi thằng này. Giờ chính là gà tí cho nó ăn sao được. Rồi, hết một chén. Chuẩn bị chén thứ hai. Ui, chị hai nè. Mạnh dữ chưa? Nước có tâm ra con. Âm thầm lặng lẽ, không nói gì với ai hết á. Chị lắm á, em rút ra nhỏ em. Cái thịt này nó có mỡ ăn béo lắm anh ơi. Có nặng nào mỡ mỡ mà. Ướp gì mà thơm chứ? À, hành tỏi hả? Hành tím, hành tím với tỏi. Chung là hành tím với tỏi nhiều thì nó sẽ giúp cho cái món ăn này thơm hơn nha. Đúng rồi đó, có hành tím thơm. Có hành tím á. Chồng chú dữ à. Ui. Lên đây, anh đói bụng quá lên đây. Cái này trứng hả? Trứng cà cuối lên trứng cái nào. Đó. Con gì mà giòn quá, ít tí thịt vô à. Quá trời dư quá trời thịt luôn. Anh gấu ngồi gấu ăn đi con. Rồi mà còn nhảy cả nhà ơi. Chị hai nè. Ôi phê quá, phê là ôi phê là ơi cái miệng nè. Thôi từ luôn đấy. Cho bay con ăn đi đây kìa, mẹ trộn rồi kìa nè, bỏ nó đi, ăn này nè. Thôi gì đúng nè, ngon lắm đi, gì lên đúng nè. Rồi bây giờ ra tay xử con này. Hồi nãy cũng định cắt rồi mà để giờ ra cắt cho nó đẹp. Để nguyên con á. Đầu. Khúc nó béo nè. Quá trời thịt đúng không? Rồi. Rồi. Chị hai đuôi hả? Rồi gì Linh. Thôi anh được lấy. Đây hả? Đây. Rồi chị hai ăn nữa không? Đó, chị hai là nó. Cho chị hai. Hết luôn hả? Quá đã luôn. Hết luôn. Một khóa một hết luôn, một khóa một hết một khúc luôn. Ôi. Tới tay luôn rồi. Anh không còn gì từ nào diễn tả. Cái gì nó có gì mà nó giòn nữa. Sụn nấm mèo. Có sụn nữa không? Sụn đấy. Với nó có một ít sụn nữa. Quá đã luôn. Tay luôn. Sau một hồi trận chiến thì đã tơi tả. Còn cái nguyên con nè. Còn ngon á. Quá trời thịt luôn, thịt ngon lắm mà còn quá trời thịt nè. Đầu bếp đúng không ạ? Đầu bếp ăn đi. Mình ăn thử xem có hết được cái con này không. Ôi. Thế rồi. Đã quá. Gì ớt hả? Cho miếng ớt. Bé này ăn cay lắm. Anh không ăn cay đâu mấy. Thôi giờ tới lượt mình cả nhà, anh quay từ nãy giờ nhìn cả nhà ăn đói quá. Giờ quất với cục thịt rồi. Đói quá trời đói rồi. Nướng sốt còn không? Sốt hả? Thôi chấm này, đây nè, đây còn cục nướng sốt nè. Thôi mời cả nhà nha. Em biết rồi, trong thịt có cái giòn. Giờ em bé kia nó có một miếng thổi non á, nó bỏ luôn, nó về bầm luôn. Ngon quá. Nè, còn con mực cho anh á. Cắt rồi. Cắt rồi hả? Cầm cá luôn. Hết luôn. Cắt rồi đi. Vậy là, ôi thịt nó dồn vô vậy em, lúc mình dồn á là cái con mực nó to đúng không? Khi hấp trong nó teo lại cái nó dính lại luôn nè. Đó. Dính thịt luôn hả? Nè, ý là nó vẽ cái thịt luôn á. Lúc mình dồn là cái con mực còn to á. Nhờ cái này. À, làm thử nguyên cục nó sướng. Ơi. Nó bính thành màu cam luôn rồi kìa. Bính thành màu cam luôn. Hôm nay em nấu nguyên nồi cơm mà ăn hết luôn cả nhà ơi. Hết rồi mà. Hết rồi. Sợ thiếu hết luôn rồi. Còn có gì ở chút thiếu nha. Có cả. Bữa này đắt đắt quá. Hồi bữa em nấu cũng nhiều đó mà còn dư. Còn bữa nay thiếu luôn. Cả nhà mà rảnh như làm món này ăn thử ngon lắm. Ngon. Đảm bảo 100% là ngon. Đơn giản rồi. Đó, nếu như mà mình mua thịt băm thẳng cũng được. Còn không mua thịt về băm này hơi lâu nữa thôi. Còn mực là nhanh. Mực ngoài quán họ làm thẳng mình. Này mình hấp cũng nhanh mà. Hấp chút xíu chín rồi. Ơi gia đình em đã thưởng thức không còn một cái gì luôn. Cả nhà ơi. Đó, sạch trơn luôn nha. Quá ngon luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video đến giây phút này nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho em xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye.